hệ thống gạt dầu cho bể dầu. Cái này gọi là bể thải của một công ty dầu dừa. Nó có hệ thống căng đai, hệ thống xích căng đai, động cơ dẫn động và cánh gạt. Thì cánh gạt cao su sẽ gạt các cái mỡ dầu ra, những cái lớp mà cặn ở bên trên. Và cứ như vậy thì nó sẽ gạt hết dầu.